Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của KVD Solar. Tôi là Kiều Minh Đức. Thì đằng sau anh em đây là bác Ngọc. Hiện tại năm nay bác đã 70 tuổi và ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn bác Ngọc, sự chân thành và sự kính mến của bác Ngọc đã tin tưởng vào đội ngũ KVD Solar, là anh em đã mời bác, đã mời anh em chúng tôi đến để thi công cho bác một cái dàn pin năng lượng mặt trời công suất là 6,6 kW kích, 6,6 kW pích, gồm có 14 tấm, mỗi tấm có công suất là 475W, cộng với là 4 tấm thêm để bác lắp cho cái micro inverter. Bác rất là tuyệt vời, năm nay bác đã hơn 70 tuổi rồi nhưng mà bác đã nghiên cứu được những cái công nghệ tiên tiến như thế này và rất là minh mẫn và rất là khỏe mạnh, linh hoạt. Cảm ơn bác rất là nhiều, chúc bác thật là nhiều sức khỏe và sắp tới thì bác có nhiều dự án hơn, nghiên cứu được nhiều thiết bị rất là hay hơn để có thể là chia sẻ với đội ngũ anh em KVD Solar. Đằng sau đây là một cái máy inverter diode, hệ thống tủ điện bảo vệ chống sét lan truyền cộng với cái pin này, pin lưu trữ. Tôi biết rồi, bây giờ là pin cell pin của thương hiệu là EVE, và giao tiếp của hãng EVE và giao tiếp với inverter diode này. Và các bạn hãy cùng tôi theo dõi đội ngũ anh em chúng tôi đã thi công hệ thống này như thế nào nhá. Toàn bộ ở đây là máy của bác, pin năng lượng của bác, và bác mời chúng tôi đến để thi công lắp đặt cho bác thôi. Rồi, cảm ơn bác Ngọc rất là nhiều, và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào cái nút đăng ký nhá. Bấm vào cái nút đăng ký và sau đó bấm vào cái hình quả chuông ở bên cạnh để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhá. Nhận được cái video của tôi, hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nào. Đấy, hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành gắn các cái tấm pin năng lượng mặt trời lên. Ở đây là bác chủ của nhà là bác Ngọc, đây là đã trang bị trước là 21 tấm pin năng lượng mặt trời thương hiệu Longi, mỗi tấm có công suất là 475W. Và bây giờ anh em chúng tôi đang tiến hành kéo các cái tấm pin năng lượng mặt trời này lên. Cái này thì của bác Ngọc là có pin và vật tư sẵn rồi, anh em chúng tôi đến lắp cho bác. Tấm pin Longi này thì năm ngoái tôi có thi công một cái công trình tại Củ Chi, hệ 11 kW. Đó. Tấm pin Longi rất là tuyệt vời. Đó thì ở đây là bên dưới này có hai người, tôi với anh bạn này. Trên thì có hai người. Đó, kéo dọc theo bờ cầu thang. Đó, lên rất là nhẹ nhàng và rất là tình cảm. Việc kéo các cái tấm pin này thì phải thực hiện rất là cẩn thận và chuyên nghiệp, phải được đào tạo chứ không phải là người nào cũng kéo được, bởi vì nó rất là nặng và rất là to, nếu không cẩn thận thì nó sẽ va vào các cái góc cạnh và làm thứ nhất là xây sát của nhà của họ, thứ hai là làm ảnh hưởng đến ngoại quan của tấm pin và có thể thậm chí là vỡ tấm pin, nứt vỡ các cái mặt kính. Vì vậy thì anh em chúng tôi phải làm việc rất là cẩn thận. Đó. Đây là cái micro inverter mà ở đây thì ngoài 14 tấm pin ra dành cho inverter diode thì bác còn trang bị thêm một cái inverter Huayu micro inverter công suất là 2000W. Và này thì chỉ xài hoa lưới thôi, mất điện thì nó không xài được. Cục này là cái đầu này là để đấu nối parallel với các cái máy khác. Còn cái này thì để mà gọi như đầu vào AC output để đẩy điện dưới ra. Đó, con này thì micro inverter thì anh em biết rồi. Trong những cái video trước tôi đã cũng đó có chia sẻ là cái này thì chỉ dùng hòa lưới thôi. Này, gọi là chỗ nào mà bị che bóng ấy, thì mình dùng cái này tách riêng ra. Đây là được 4 tấm pin. Thì như vậy là chúng ta có thể là dùng được 4 tấm 475W. Ở đây maximum của nó là 60V, giải từ 25 đến 55V. Đấy, dòng của nó là 8,69A tối đa. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành lắp đặt các cái tấm pin năng lượng mặt trời trên mái tôn. Xin chào khán giả đây anh Dũng. Đấy, các cái kẹp đã được lắp đặt rất là gọn gàng. Tấm pin này là tấm pin Longi 475W. Đấy,
À, cái này thì trong một cái video trước đây tôi đã chia sẻ cho anh chị em là công trình ở Củ Chi sử dụng tấm này, và cái này là của bác mua nhá, anh em chúng tôi chỉ thi công thôi, inverter cũng của bác luôn. Dây này thì là dây điện hòa lưới của cái con micro inverter này đẩy xuống ạ. Dây này dây 4 chấm nha, 3 nhân 4 là 3 sợi luôn, trong một cái lõi to có một cái bọc cao su bên ngoài. Đấy, đối với dây này thì không cần phải đi trong ống ống nhựa nữa, thì bởi vì nó đã có một cái lớp vỏ bên ngoài che chắn rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Ở đây là 4 tấm pin đấu riêng ra, tách riêng micro inverter tách riêng ra. Cái micro inverter thì thường chúng ta sẽ lắp đặt đặt ở dưới tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là cái wifi của nó này, wifi thì chúng ta phải cài wifi thì nó mới chạy đó. Bây giờ thì anh em chúng tôi đã kéo được cái dây điện DC điện năng lượng mặt trời xuống bên dưới. Toàn bộ dây dẫn thì được đi trong ống nhựa bình minh để bảo vệ cho cái dây điện năng lượng mặt trời được bền theo thời gian. À, ở đây thì có cái dây điện AC này của micro inverter thì anh em chúng tôi là không đi trong ống, bởi vì này là dây nó được bọc bên ngoài, bọc 3 lớp rồi cho nên nó rất là bền, dây KDV à. Đó, dây KDV. Nên là rất là bền. Nên là chúng tôi sẽ đã không tiến hành kéo luôn trong ống nhựa. Toàn bộ dây dẫn là đi từ tinh này, dãy này qua dãy kia được đi trong ống nhựa bình minh. Đó. Để tức là từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi sáng. Rồi. Thì là mình sạc bằng grid, là bởi vì lúc đó mặt trời nó chưa lên, lúc sáng sớm thì mặt trời chưa lên thì nó có thể sạc bằng grid, nếu mà pin nó yếu dưới 70% thì nó sạc bằng pin. Còn lại thì nó lấy bằng micro inverter đó, gen này thì nó sạc bằng micro inverter, tức là sáng nay là nó sạc, lúc nó sạc là trăm, khoảng 7 giờ sáng nó sạc 110 mấy watt, có mình nó chạy ngon lành, tại vì cái thằng micro inverter nó chạy ngon hơn, nó hoạt động trước cái thằng solar. Thế rồi suốt ban ngày từ 9 rưỡi tới 11 giờ rưỡi, đúng không? Thì là nếu mà cái điện mà nó xuống dưới 60%, pin mà xuống dưới 60% thì nó sẽ sạc bằng micro inverter. Và từ 11 rưỡi cho đến 5 giờ chiều cũng thế, không có xài bằng điện lưới. Ban ngày là không có sạc bằng điện lưới, ban ngày là cứ xài điện thả ga cho đến 4 giờ rưỡi cho đến 10 giờ tối thì cũng thế, là chỉ có sạc bằng micro inverter thôi. Đó, cho đến 10 giờ tối trở đi qua đêm đó, thì lúc đó mới, nếu mà cục pin mà nó dưới 80% thì nó sẽ sạc bằng grid, tại lúc đó là mấy cái solar nó không hoạt động. Sạc làm gì cho nó xài hết hết cả đêm đi, đến 3-4 giờ sáng. Đó, đây là mình để như vậy, nhưng mà thực sự đến buổi tối đó là tôi sẽ tắt cái điện lưới đi, nó sẽ không có điện lưới để sạc, nhưng mà nó sẽ xài bằng cục pin. Xài bằng cục pin qua cái bình lưu trữ này. Bác tự đấu nối giao tiếp với máy đây. Bác năm nay là 70 tuổi rồi và nghiên cứu những cái công nghệ mới để ứng dụng vào phục vụ cho sinh hoạt rất là tiện ích. Cục như này là nó có báo cái phần mềm luôn. Đấy, là anh em có thể là, tôi không biết pin gì nhá, nhưng mà nó rất là hiện đại và nó có hệ thống giao tiếp và theo dõi từ xa, nó theo dõi được ở trên này luôn. Hiện tại là pin là 52V. Đó, đầy rồi, pin đang sạc thần rồi. 99,5%. Coi như 100% rồi thì là bác giải thích. Nó chạy 2A như vậy là để nó cân bằng cái pin ở trong này. Đúng rồi. Bác giải thích qua cái sơ đồ cái nguyên lý hoạt động của hệ thống này cho khán giả xem, khán giả nghe. Bác đang nghiên cứu như thế nào rất là hay. Thì tức là mình điện lưới mà tải vô nhà đó, thì cái điện lưới là nó chạy xuống là nó sẽ chạy vô cái inverter đây này. Rồi, hay quá. Inverter đây này á, khi mà nếu mà mình buổi tối mà không có điện, không có pin này kia rồi đó, thì là mình sẽ phải xài bằng điện lưới. Nhưng mà hiện giờ điện lưới ban ngày mình xài á, thì là vẫn là xài bên điện lưới bình thường, nhưng mà cục pin mà nó thấp thì cái này nó sẽ lấy điện lưới nó sạc cho cục pin. Thì tôi gắn
Thành ra khi cục pin mà yếu thì nó sẽ lấy thẳng điện lưới, nó sạc vô giống như UPS vậy đó. Thế nhưng mà thay vì như vậy thì sạc bằng điện lưới thì tôi gắn mấy cái solar, tôi gắn hai hệ thống. Một cái hệ thống là 5 kg, bằng cách là gắn 14 tấm solar 675W. 6 kg 6 kg 6 thì nó được là 6 kg 6, 6 kg 6 của solar. Thế nhưng mà sợ trong những ngày trời mưa nó không có đủ điện sạc, anh mình muốn sạc thêm á, nếu mà gắn thêm những cái tấm khác thì khi trời nắng lên nó lại quá tải, nó sẽ nguy hiểm đến cái máy. Bởi vậy tôi mới gắn thêm một cái hệ thống solar thứ hai, dùng 4 tấm solar có 475W, bằng cách dùng cái microinverter kết nối với lại 4 cái tấm pin độc lập đó. Và cái đó là phần phụ thêm. Anh em khi mà trời âm u, trời mưa âm u này kia đó, thì là cái solar mà không đủ thì microinverter nó lại lấy điện từ mười mấy kia nó phục bù vào cho đủ. Nhưng mà khi nào mà điện solar trời nắng mà nó đủ điện để mà xài cho trong nhà mà không cần tới điện lưới thì nó tắt cái microinverter. Như trường hợp này mình thấy cái này, nó đang là 0W, tức là nó tự động nó tắt cái microinverter. Đúng rồi, hiện tại là 0W từ microinverter. Bởi vì cái solar nó đã đủ điện để cung cấp cho cái nhu cầu sử dụng. Đây là điện pin năng lượng mặt trời nó tạo ra lượng điện tải sử dụng trong gia đình. Là bình lưu trữ. Bình lưu trữ. Hiện giờ nó đã sạc đầy rồi. Cái này microinverter thì mình đấu vào cổng nào bác? Microinverter thì mình đấu vào cái cổng gen. Cổng gen là một generator, tức là của máy phát điện đó. Nhưng mà cái cổng gen đó là nó xài được ba cái tác dụng của cái layer. Nó có thể xài bằng ba cái khả năng. Thứ nhất đó là xài bằng cái máy phát điện. Thứ hai nữa là mình có thể dùng nó là bằng cái đường tải ra cho nó gọi là smart load, là cho những cái máy mà phụ riêng mình không muốn đụng đến cái đường tải của nhà. Nó gọi là smart load. Và cái thứ ba là dùng microinverter. Cái khả năng là cái này nó dùng được thêm microinverter, dùng như là cái máy phát điện nó tiện hơn nhiều. Rất là hay. Dùng máy phát điện bình thường nó có nhiều cái bất tiện. Thứ nhất, chắc là ít khi mình mua cái máy phát điện về đã nhiều tiền, nhiều khi mình không có dùng đến, mà xăng ở trong bình nó rồi nó dở đi, nó xăng nó yếu, đến lúc mà mình cần dùng đến nó thì nó lại không chạy. Đó, thành ra cái xăng rồi chứa xăng rồi dự trữ xăng rồi thành ra nó còn nguy hiểm nhiều hơn. Thành ra tôi không có muốn dùng cái máy phát điện, tôi mới nghĩ ra là cách là dùng microinverter, không có phải lo xăng, không phải sợ chất nổ không gì hết. Rất là hay. Đây gắn như thế. Microinverter là đấu vào đây này, hoàn lưới là ba. Đây là tức là hôm qua là Kiều Minh Đức solar anh đến anh gắn đây. Thì là gắn vào một cái cầu dao đây. Tức là từ cái microinverter đó là tất cả các cái điện DC là nằm trên mái hết rồi, nó vô trong cái microinverter mà chạy xuống dưới này là chỉ có đường AC, đường AC là 230V. Chạy xuống này để mình xài giống như là máy phát điện thôi. Trước khi mà nó chạy vô máy thì tôi muốn qua một cái cầu dao để mình có thể tắt đi nếu mà mình muốn. Để tắt đi để nó khỏi chạy vào trong này, khỏi chạy vào trong cái inverter. Còn nếu mà bây giờ mình muốn dùng sau khi mình tắt đi mình cũng có thể nối nó ra một cái outlet khác để mình nối với những cái khác, cái tải khác, hòa lưới khác. Bây giờ không có cái cổng outlet lát nữa, tôi phải chạy ra mỗi cổng outlet gắn ở đây, thành mình có thể gắn tải dùng cho cái gì riêng cũng được. Đúng rồi. Tải phục vụ cho một cái hệ thống anh tải thấy đấy. Rất là tiện lợi. Hiện giờ ở nhà là không có dùng một tí nào điện lưới hết. Nội hai cái mấy tấm solar này hiện tại là đã dùng không đủ quá. Hết trong nhà rồi. Đang sập điện lưới nha anh chị em nha. Bây giờ đang mất điện. Đấy. Đang mất điện. Thì nó là sử dụng cái cổng backup và hoàn toàn là dùng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Mặt trời là được 1,1 kW. Bình lưu trữ thì không có xài luôn, đang đầy luôn. Thì mỗi pin năng lượng mặt trời rất là tiện. Đấy. Trời bây giờ nó không có nắng, đang âm u. Âm u, trời nó có mây nhẹ nhẹ nhưng mà nắng rất là điện rất là mạnh. Mà mình cũng không có xài tới, thành
nó chưa có mở được cái này. Nhưng mà như lúc sáng sớm á thì cái microinverter nó lại chạy sớm hơn là cái hàng solar kia. Thành lúc sáng sớm cái microinverter nó chạy rất là ngon, nó sạc pin cái này ngon lành. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật, lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.